Chào con nghe, hôm nay thử con cái L trăm nè, cái dầu vừa đè vừa giặt, khúc xéo khúc thẳng đầy đủ nha. Này nó sẽ tiết kiệm dầu mà con, giá dầu giá xăng giờ nó cao, giờ mà con xài xăng nè thì dầu nó lợi hơn nè. Mặc dù xăng với dầu chạy ngang lít với nhau nhưng giá là thấp hơn rồi đó, giá dầu nó thấp hơn xăng rồi đó. Này tiếng hồ khoảng lít mấy dầu nè, cái xăng thì cũng tương đương thôi nhưng ổng giá nó, dầu nó thấp hơn, rẻ hơn giá xăng nên có lợi hơn. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 677. Máy dầu đè dầu giật. Này là tiết kiệm dầu luôn nè. Cambo đẹp ha, màu cam. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 677. Máy dầu L. Nó cũng là hai loại như máy xăng nha, một loại là cốt xéo, một loại là cốt thẳng. Có nghĩa là một loại là 3.600 vòng trên phút, còn một loại là 1.800 vòng trên phút. Alo, nghe đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ.